đi đâu? Không có đi đâu à? Sao phải sợ, sao phải sợ thế? Hả? Chị vợ cao tay bắt tại trận chồng gian gian díu díu với tình trẻ. Câu chuyện ngoại tình vẫn là một câu chuyện gây nhức nhói. Chẳng một người phụ nữ nào muốn thấy cảnh chồng mình gian díu với nhân tình. Nhưng cuộc sống lại quá nghiệt ngã. Đôi khi bạn sẽ phát hiện ra mọi thứ vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất. Song đừng bao giờ cúi đầu nín lặng. Hãy thẳng thắn đối diện với sự thật. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cô bắt tại trận chồng mình gian gian díu díu mập mờ với nhân tình trẻ. Anh bảo em về quê dưỡng thai, rồi khi nào ổn định hơn anh sẽ đưa em về thành phố. Vậy mà sau câu nói đó, người anh đón đưa lại là một cô nhân tình trẻ trung hơn. Ở với nhau ngần ấy năm, có với nhau bao người con, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn phản bội vợ mình. Đâu, chỉ là ấy mà. À, chỉ là... Anh Đạt bạn mà. Bị bắt tại trận, anh phủ nhận cô gái trẻ đó chỉ là bạn thôi. Thế nhưng cô nhân tình vẫn nhất mực làm người yêu và không hề hay biết là anh ta đã có vợ. Nếu biết thì cô cũng đã chẳng chen chân vào mối quan hệ phức tạp ấy làm gì. Chưa rõ sự tình ra sao và video này có mang tính chất cầu diễn hay không. Thế nhưng sự tình câu chuyện khiến ai nấy đều tỏ ra chán nản và lại một lần nữa mất hết niềm tin vào tình yêu. Chẳng biết sau đó người vợ sẽ giải quyết ra sao, liệu có chấm dứt mối quan hệ với chồng hay không. Song với bản lĩnh của người phụ nữ, chắc chắn cô sẽ tìm được một giải pháp tốt hơn cho bản thân. Cuối cùng thì bao lời thề non hẹn biển chỉ là những lời nói đầu môi mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.